Mình xin được mến chào tất cả quý vị cũng như tất cả các bạn đang theo dõi kênh Phu Huy Nguyễn Cuộc Sống Ở Đức. Hôm nay là ngày Chủ nhật 3 Tây Tháng Giêng năm 2021. Giờ này là 10 giờ 15 sáng. Mình đang đứng ở ngoài ban công uống cà phê sáng. Và mình đang cho mấy con chim bồ câu nó ăn bằng cách là mình rải bánh mì xuống dưới, vì mình thấy là ví dụ như là giờ này mùa đông á thì mấy con chim bồ câu này nó đi nó kiếm đồ ăn cũng cực quá. Thành thật ra mình muốn có những cái bánh mì á mình bỏ ra cho nó ăn. Đó, nó cứ bay từ từ tới, là các bạn thấy nó thấy có đồ ăn rồi, lát nữa nó tới cầu là rất là nhiều các bạn. Đây là mấy chú chim bồ câu này là đủ màu hết, có con thì màu xám trắng xanh xanh, có con thì màu đen, có con thì màu xám, nhìn trông rất là đẹp. Còn ở bên kia nó đang có một con yến phụng. Từ từ để cho nó đậu lại rồi mình quay cho các bạn coi. Con yến phụng nhìn rất đẹp.
cái bồ câu bên đây thì các bạn biết rất, nó rất là dạn nha các bạn, nó dạn lắm. Thí dụ giống như là các bạn đi ở ngoài đường mà các bạn thấy có chim bồ câu, mà các bạn chỉ cần cho bánh mì hay bất kỳ một cái thứ gì đồ ăn là nó bay xà tới sát cạnh các bạn nguyên một đàn luôn. Nhìn trông rất là đẹp. Mà chim bên đây thì tại vì không có ai dám bắt hoặc là không có ai dám chọc phá gì nó hết, bởi vậy nó rất là dạng các bạn. Nhưng mà ở ngoài đường á thì hơi khó một chút xíu. Còn đây là bây giờ mình đang đứng ở trên ban công của nhà mình, và vậy cho nên nó dễ. Mình nói nó khó ở ngoài đường là như thế nào, là tại vì thí dụ giống như chim bồ câu á, ở ngoài đường nếu mà các bạn mà muốn cho nó ăn á, là trước kia thì được, nhưng mà bây giờ á thì cái luật của nó rất là nghiêm khắc. Nó sửa đổi luật rất là nhiều. Thì bây giờ ví dụ như là hiện tại giờ cái luật mà mới nhất bây giờ á, là các bạn biết nếu mà ở ngoài đường á mà các bạn ví dụ như là cho chim nó ăn, ví dụ như ở bên trong rừng hay ở trong mấy cái chỗ nào mà nó khuất á, thì các bạn được phép cho ăn. Tại vì không có ai coi như là biết để coi như là làm phiền các bạn, hoặc là ví dụ cảnh sát họ không biết, họ không làm phiền, hoặc là không có phạt tiền phạt vì các bạn hết. Nhưng mà còn riêng á, thí dụ giống như là ở ngoài phố, mình nói thí dụ đi, ở ngoài phố, ngay cái đường ở ngoài phố giữa chính phố, hoặc là ngay cái chỗ đường đi bộ của cái trung tâm mua sắm, cái đường phố đi bộ ở ngoài Phan Phục á, nếu như các bạn cho chim nó ăn thì không được phép. Cho ăn như vậy á, thì nếu mà cảnh sát á, họ mà thấy được á, thì sẽ họ sẽ phạt các bạn, sẽ phạt các bạn tiền. Mà theo như mình biết được bây giờ á, thì cái luật mà mới nhất của nó á, là nó sẽ phạt các bạn là 330 euro, 330 euro. Lý do tại sao mà coi như cảnh sát họ phạt cái người mà cho chim ăn là tại vì thứ nhất là nếu mà cho chim ăn như vậy á, thì họ sợ là cái kiểu mà không biết là mình cho nó ăn cái thứ gì, cho nó ăn cái thứ gì. Thí dụ như nếu mà con chim mà nó bị bệnh, nó chết á, thì đã đành rồi, các bạn biết không? Nhưng mà nó chỉ sợ là nếu như mà nó con chim mà nó ăn mà mấy cái thứ mà đồ gì mà có đập bên trong nó đó, thì nó sẽ coi như là lây nhiễm cho người. Nó lây nhiễm cho người hoặc là cho những cái con thú khác. Thì đó là không được. Nhất là bây giờ là cái dịch bệnh mà Corona Covid-19 này á, nó lại đang bùng phát dữ dội đợt thứ hai. Nó bùng phát mà coi như tới một cách mà coi như chóng mặt luôn, các bạn không? Cái số lượng người nhiễm mỗi ngày mỗi gia tăng, số lượng người chết thì hầu như là một tháng nay ngày nào cũng khoảng cỡ chừng từ 100 mấy chục người chết đổ lên. Và vậy trên như là chính phủ cũng như Bộ Y tế của liên bang họ đã có như là cảnh báo và báo động đỏ.
Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì bây giờ á, lúc đực nó cũng đã có thuốc rồi, các bạn không? Và bây giờ họ đang kích, họ đang kích cho coi như là người dân, nhưng mà tạm thời họ chưa có chích đại trà, là tại vì thuốc men á thì cần phải có coi như là cái thời gian để cho họ bào chế. Và vậy cho nên như là chính phủ họ mới tính là chích đầu tiên là họ sẽ chích cho những cái người già. Người già là đầu tiên nhất, người già từ khoảng cỡ chừng 80 tuổi đó. Ví dụ như những bà già ở trong những cái viện dưỡng lão hoặc là trong nhà thương, nhưng mà cái độ tuổi chích đầu tiên trước nhất là phải cho những người già từ 80 tuổi độ lên. Còn kế tới đó là họ sẽ chích cho tất cả những người mà làm việc trong nhà thương. Tức là khi họ làm việc trong nhà thương á, thì họ cứ phải tiếp cận, kề cận với lại những cái người bệnh. Thì họ sẽ chích cho tất cả những người làm việc trong nhà thương. Ví dụ giống như là ai bác sĩ, y tá, điều dưỡng, cho tới những cái người mà làm tạp vụ. Ví dụ giống như là thay ra giường, lau chùi toilet ở trong bệnh viện, thì đó là những người đó họ chích hết toàn bộ. Hoặc là những cái nhân viên nhà nước, ví dụ như là cảnh sát, hoặc là những người nhân viên cứu hỏa. Rồi từ từ bắt đầu họ mới xuống những cái mới xuống tới con nít trẻ con. Rồi bắt đầu những cái độ tuổi mà những cái người khác nữa thì bắt đầu từ từ xuống nữa. Ví dụ như là lúc đầu là họ sẽ chích cho những cái người mà 80 tuổi. Rồi kế tới bắt đầu lúc mà thuốc men mà nó tập về hoặc là nó bào chế đầy đủ rồi, thì lúc đó họ sẽ làm cho tới những cái người mà bắt đầu khoảng chừng xuống chừng 75, 70, 60, từ từ và lúc đó thì họ mới chích. Nếu mà cho chích cho tất cả mọi người dân á, mà chích kiểu đại trà luôn á, thì chắc mình nghĩ là sớm nhất là cũng phải tới giữa năm 2021, khoảng cỡ tháng 6, tháng 7. Hoặc là trễ nhất là cuối năm nay 2021. Nhưng mà cái đó là vẫn còn là nằm trong tất cả các dự tính của chính phủ, cũng như là của Bộ Y tế, của liên bang. Tại vì người ta phải dự tính vậy thôi. Còn chính sớm hoặc là chích trễ, đó là người ta còn phải họp tới họp lui, và người ta để coi cái cách thức mà coi như là thuốc men người ta đặt như thế nào, người ta bảo chế ra làm sao, thì cái đó nó cũng vẫn còn nằm ở trong cái sự mà coi như là bàn bạc cũng như là họp của họ. Cho nên bây giờ cũng còn chưa có biết, giờ này còn sớm quá. Thì cứ để theo coi thời gian coi như thế nào nha các bạn. Thôi bây giờ mình cũng tạm ngừng cái video clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình video tới. Thân ái chào tạm biệt các bạn.